Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ráp máy OAS 110. Clip này làm mang tính chất chia sẻ nên các bạn thấy có điểm gì sai sót thì chia sẻ đóng góp nhé. Sau khi canh cái bộ số ngay vị trí á, là mình bắt đầu mình dùng bình ga còn cho cái vị trí lưng dên nó mở ra, tránh tuyệt đối là không dùng búa đóng cái dên vô, phải hơi cho nó nở tự nhiên ra để vô cái dên. Cây dên thì nó có chiều bên nồi và bên vô lăng, thì mình nhớ là bỏ đúng chiều. Đó. Sau khi hơi nóng xong bỏ nhẹ nhàng nè, quay rất là nhẹ. À. Ok. Bỏ ốc vô ngay vị trí. Ráp xong thử coi số nhẹ không, thử cốt dên nhẹ không, có cứng gì không. Ok nhẹ, ok ha. Rồi cốt đạp mọi thứ ok, không cạ gì hết. Sau khi kiểm tra kỹ càng cái hoạt động của cây dên cũng như là bộ số ở lóc giữa và siết ốc cứng ha, mình kiểm tra hết mọi thứ đều trơn tru nhẹ nhàng thì mình bắt đầu ráp tới bộ phận bên nồi nha. Phần bên nồi thì đầu tiên là mình sẽ ráp cái cốt số. Trước khi ráp cốt số thì mình sẽ cho miếng nhớt lên cái phần thân cốt số này để khi mà qua cái lỗ kết nối hai cái lốc máy nó được trơn tru cũng như nhẹ nhàng. Thì mình đặt vô vị trí xong, mình sẽ dùng cái búa cao su nha. Tuyệt đối là không có dùng đồ bằng sắt hay là đồ cứng để mà gõ mấy cái chi tiết này. Phải gõ bằng búa cao su. Gõ nhẹ nhàng thôi. Đưa nhẹ nhàng vô. Thì tới đây nó sẽ vướng lại nè. Là mình sẽ kéo cái càng trả số. Kéo cái càng nó lại. Rồi, mình gõ búa xuống. Rồi, vô hết ha. À, tiếp tục sau đó thì mình sẽ ráp 7 cái viên bi chịu cái con heo số. Thì trong đó mình sẽ có hai viên bi nhỏ là nằm ở phía trong. Nhớ là khi mà rã máy ra để rửa, mấy bạn nhớ là giữ kỹ cái này và rửa để ý kỹ nha. Chứ mất cái này là rất là khó tìm mấy cái chút bi này. Như cái máy này là phải bị mất một cái chút bi là mình phải tìm một cái chút bi khác thay thế đó. Cho nên có một cái chút bi nó không có đúng bộ đó. Một cái chút bi nhỏ nó không có đúng bộ. Vô cẩn thận nha, kẹp vuột tay cái nó văng vô lóc giữa rồi mất công nó rớt cho mấy cái hốc mà lấy không ra phiền nữa. Rồi. Mình cứ lần lượt ha. Dướng chỗ nào thì mình cứ đẩy mấy cái cần lừa ra khỏi chỗ đó để mình vô bi. Nha. Rồi. Ha, ngay vị trí. Rồi sau đó mình sẽ để cái bông sao. Chữ T sẽ nằm ở phía trên. Chữ T sẽ nằm ở phía trên. Quay cận thì mình chữ T á, thấy không? Nhưng mà đối với cái này là con heo số này đang sai vị trí nè. Heo số này đang không đúng số nè, đang nằm ở khoảng số 3, số 4 á. Thì chữ T nó bị lộn dưới. Mình miễn sao mình để làm sao mà cái lỗ giữa này nè nó ngay tâm và hai cái viên bi nó nằm ở hai cái lỗ rìa là đúng nha. Rồi mình đặt con tán vô, siết lại. Rồi cứ siết cứng tay. Tại chỗ này là số nó sẽ tự nó chịu lại. Rồi. Nè. Nếu đúng nằm ở vị trí số 0 là chữ T nó sẽ nằm ngay góc này là số 0. Thì lúc đó mình sẽ thử bằng cách này nè. Mình quay cái cốt chịu cái nồi sau thì cái em quay cận đây. Mình quay cái cốt chịu nồi sau á thì cái cốt này, cái cốt nhông nó sẽ không quay. Ha. Bắt đầu qua số 1. Số 1 thì theo đúng cái tỷ số truyền á, khi mình quay số 1 thì cái cốt nồi quay được 4 vòng thì cốt nhông nó mới quay được một vòng. Khoảng đó, nó khoảng đó. Cho nên là cái cốt nhông tốc độ nó sẽ chậm hơn cốt nồi. Bắt đầu qua số 2 thì cốt nhông nó sẽ bắt gần như gần bằng cốt nồi. Qua số 3
qua số 3 nó sẽ bắt mạnh hơn xíu. Và qua số 4 thì cái cốt nhông gần như là nó muốn vượt cái cốt nồi luôn. Cho nên mình quay rất là nặng tay ha. Tới đây mình quay cực kỳ nặng tay. Số 3 nè, nó nhẹ là 1 chút nè. Số 2 nó nhẹ 1 chút nè. Số 1 là nhẹ nhất. Và số 0 là không có quay ha. Mình vô lại nè, bắt đầu nè, số 0 nè. Số 1 nè. Số 2 nè. Số 3 nè. Số 4 nè. Đó, rất là nặng. Và số 5, à số 0. Nhớ là số 0 là chữ T này, nó sẽ nằm ngay cạnh này ha, không quay gì hết. À, tiếp theo thì mình sẽ gài cái con chó có cái giò đạp với lại cái phe của nó vào vị trí. Thì các bạn lưu ý nè, trên con chó này nó sẽ có đánh một cái dấu chấm. Và ngay cái dấu chấm đó mình sẽ thấy là nó, cái răng của này nó double, nó gấp đôi cái răng còn lại. Và phù hợp với nó là trên cái cốt giò đạp nó cũng sẽ có một cái mương double với những cái mương Rainier còn lại. Các bạn thấy không? Đó, đó, cái mương ha. Cái mương đó nó phù hợp với lại cái rảnh double. Cái rảnh Rainier double ở trên con chó ha. Rồi, mình sẽ đặt ngay cái dấu chấm ha, ngay cái mương. Và chỉnh làm sao? Khi mình chỉnh làm sao mình ve giò đạp á để cho cái cửa này nè nó chịu vô cái lóc là đúng. Các bạn thấy rõ nha. Rồi, mình sẽ đẩy xuống nha. Đó, rớt vậy là đúng nè. Tại vì khi mà mình đạp giò đạp xuống á, nếu mà cái này nó trả về thì chính cái cửa này nó sẽ giữ cái giò đạp ở ngay vị trí nha. Rồi, sau đó dùng kìm mở phe. Dùng kìm mở phe mình đưa cái nhông này vô thôi, đơn giản thôi. Đưa thẳng xuống. Tới đây bóp ra. Rồi. Rồi mình dùng kìm mở phe nè ha, mình bóp nhẹ cái rồi mình đẩy xuống. Rồi mình cho nó vô ngay cái mương. Ok, nó xây được là ok ha. Mình có hai cái lông đền dày hay còn gọi là cái khâu nồi dành cho cái cốt nồi sau và cốt nồi trước. Thì mấy bạn lưu ý là đối với dòng quay RS á, là cái này nó không có lộn được đâu. Tại vì cái lỗ nhỏ, cái lỗ bự nè, thí dụ mình bỏ cái này vô đây cái nó rộng nè, nó rộng hơn cái lỗ, nó không đúng đâu ha. Mình bỏ cái này vô thì nó không vô. Thì dĩ nhiên cái bự này nó sẽ nằm ở đây và cái nhỏ này nằm ở đây, cái mỏng này nằm đây, cái dày nằm đây ha, ngay vị trí. Rồi, tiếp tục thì mình giới thiệu mấy bạn về cấu tạo của bộ nồi quay RS ha. Thì nó bao gồm hai cái phần đế nồi. Đế nồi chuông nồi trước thì nó có cụm bố vai càng. Cái đế nồi nhôm sau thì nó bao gồm lá bố, lá sắt và cái bộ phận đế với lại cái lò xo phe thay thế cho bốn cái lò xo như nồi truyền thống. Đây là cái muỗng đựng nhớt như xe thường thôi, chứ không khác gì hết, như quay lim thôi. Thì đầu tiên mình sẽ cầm cái nhông hú sau nè. Mình bỏ cái đế nhôm, đế bốn lỗ vô. Bạn nhớ là ngay cái vị trí này nè là nó có một cái nó sẽ có một cái lông đền dày nằm đây để cắt âm da nha. Nhớ nha, mất cái này không cắt được âm da nha. Lông đền này cực kỳ quan trọng. Rồi, ngay chỗ này. Chúng ta sẽ sắp cái nồi này thì nó đơn giản hơn nhiều so với nồi quay rim. Lá bố mình bỏ vô cái khe này. Nè. Cái cạnh này nè. Cạnh lá bố nó sẽ lọt vô cái mương. Vậy thôi. Rồi, cứ một lá bố tới một lá sắt. Thì cái bộ nồi quay RS nó bao gồm là 3 lá bố và 2 lá sắt. Cứ sang kẻ vậy thôi. Cuối cùng mình bỏ cái đế này. Nè. Đây là vị trí. Mình gà cho nó vô cái nhàm của mấy lá sắt. Nè, mình gà cho nó vô cái nhàm này. Mình cho mấy lá sắt nó vô ngay cái nhàm. Rồi, nó ôm hết vậy là được nha. Rồi, nhớ nha, đây nó có cái lồng đền. Nó phải có một cái lồng đền nằm đây để cắt âm da. Ôm sát cái gì nè. Rồi, sau khi vô vị trí nó sập vô hết vị trí nè, nó ôm cứng thì mình phải vô cái miếng sắt. Đây nó có cái đế nhôm 4 lỗ thì nó có cái phe thép. Nhớ đừng để mất cái phe này nha. Cái phe này cũng dễ lấy thôi. Nó quay nè, đây có cái mương nè. Khi nó tới cái mương này thì mình chỉ việc mình lấy ra thôi. Thì thành ra mình không có lấy ra, mình phải xây nó vô trong. Rồi, ok, xong. Rồi, sau khi lấy bố ra sắt vô. Bố ốc chịu sắt vô này. Chịu tay nha.
cứ siết chặt đều tay đi, đều tay lên xem phía trước nè. Mấy chiều mà chú dạy nó làm đâu, mấy chiều mà chiều phải cái xe nổ máy làm được. Chứ không làm chủ xe này ra nó chửi chết luôn á. Cái xe nào làm mấy tiền hay mà xe ta để mấy ngày rồi. Rồi ráp bộ nồi vô xe thì cái muỗng này nè cầm về, hai cái nhông này tiếp xúc vô, rồi để thẳng nha, 90 độ. Rồi cái đó mình xay nhẹ cho nó vô khớp nè, nó vô rồi nè, nó sập xuống. Rồi mình chỉnh nhẹ cái nhông, cái nhông giảm chấn ở đây cho nó xuống sát. Quan trọng là cái chuông nồi này nó phải sát chân nè ha, tới cái nồi sát chân. Rồi rồi mình có miếng lông đền sáng màu ha, với lại con ốc nhỏ là nằm ở nồi sau, thì mình quan sát kỹ nè, trong này nó có cái dấu vân cũ nó in là nó có những cái rơ-nia, cái dấu vân này sẽ quay vô bên trong, bên trong lòng cái nồi nó có rơ-nia nè ha. Đó rồi cái mặt ngoài này nè nó có hình, cái hình của cái con tán là sẽ nằm ngoài nha, dễ lắm, nhìn cái biết liền à, nhớ đúng chiều nha. Rồi mình gà vô, thấy không, nồi trước thì nó gồm 3 miếng, một cái lông đền chấu để chịu con tán, lông đền thứ hai là lông đền outside, nhớ là quay cái mặt mà cái mặt con nó có chữ outside ra ngoài, cái mặt lõm vô trong. Rồi outside, rồi bắt đầu con tán này mình vô, sau đó mình dùng tiếp súng bắn, mình bắn 2 con tán nồi này lại, cầm nồi dẻ chịu cái nồi lại nè, dùng tiếp bắn chiên dùng bắn vô một cái, rồi mình ở đây nó có cái lồng đèn chịu nè, mình dùng cái đục dẹp hay là cái vít dẹp gì đó đóng cái này cho nó chịu vô cái cạnh con ốc để khi xe chạy nó bị giật ra. Rồi ok, 2 con ốc 6 ly nè, có dấu tròn nè, trùng với lại 4 con ốc nằm trên nồi nè, nằm để giữ cái chuông, bắt lại nhà chứ không có bắt lại là cái nồi nó quay là nó quất vô một cái là banh luôn cái máy. Có nhiều người quên bắt 2 con ốc này lắm. Rồi cái chi tiết này rất là quan trọng nè, nhiều người làm máy bỏ qua lắm. Ở đây nó có 2 cái acro. 2 cái acro này nó có tác dụng là chịu cho cái lồng nó nằm ngay tâm để bê tông chạy đúng, không có bị đâm bê tông. Nhiều người bỏ luôn, một là bỏ 1 con acro, có người ẩu bỏ luôn 2 con acro nữa là nó sai nha mấy bạn. Nhớ nha, ở đó có 2 acro nè. Rồi tiếp tục là miếng ron. Thì khi mà mình không có quay cái công đoạn rã máy với lại rửa máy với cạo ron, nhưng mà khi mình làm thì mình phải cạo ron sạch sẽ. Và đặc biệt là nếu mà ráp máy cảm thấy cái máy cái bề mặt nó láng thì không có nên dán keo, tại vì có lỡ canh chỉnh này tháo ra tháo vô mà dán keo thì nó nhìn cái lóc nó ghê lắm, cho nên nếu mà không dán keo thì càng tốt nha, mình khuyến khích là không xài keo luôn á. Rồi rồi ron vô ngay ngắn, acro vô ngay ngắn nè, để rồi mình đẩy cái dên lên. Rồi rồi sau đây mình hướng dẫn các bạn vô bạc bê tông. Ở đây bạc mình đã vô sẵn, thì đối với trái bê tông này á, rồi đối với trái bê tông này á thì nó có cái này dễ nhận diện lắm, là cái chữ in, đúng là chữ này chữ in, nhưng mà khi ta làm khuôn nó bị ngược nè, nó ra chữ ni, còn đây KVB ha, nó cũng bị ngược. Trên này mình thấy là nó móc một cái lỗ dài, vậy đây là lỗ ngắn, thì cái lỗ dài này là cái xúc bắp xăng nè, nó lớn hơn, dành cho cái này là lỗ ngắn này nè là dành cho xúc bắp lửa, thì dĩ nhiên mình sẽ biết là bê tông này nó sẽ quay cái cạnh này lên trên, cạnh này dưới. Còn đối với trường hợp mà bê tông nó không có 2 mắt này, 2 cái lỗ này, thì mình sẽ coi bằng cách này nè, đút ngón cái vô đây ha, cái phần này nó dướng nhiều nè, phần này nó dướng nhiều, phần này nó ít hơn, mình thử coi cái phần nào nó hẹp hơn. Thí dụ như đối với cái bê tông này là phần này nó hẹp hơn nè, phần này nó rộng hơn nè, thì phần rộng này sẽ nằm ở dưới nha, chỗ này nằm dưới nè, mình quay lên nè, thấy không, là cái xúc bắp lửa nằm dưới nè, cái xúc bắp xăng nằm trên. Rồi tiếp đó mình sẽ chia bạc ha. Đối với xe mình hay làm, mình không biết thì những thợ khác người ta cũng có cách chia bạc của người ta, nhưng đối với mình thì mình sẽ chia bạc theo góc là khoảng là 45 độ nha. Thí dụ như cái lá bạc trên cùng nó quay đây thì lá này quay đây, còn cái lá bạc nhớt mình cũng sẽ xen kẽ, mình xen kẽ nè, cái lá mỏng ở dưới cùng á mình sẽ cho nó nằm ở đây, cái lá mỏng ở trên mình cho nằm ở đây, thấy rõ rảnh không. Rồi cái lá con sùng á, cái lá nhớt á, cái lá mà kéo nhớt á thì mình sẽ cho là nó
cái khoảng hở của nó sẽ nằm đối xứng với mình, không có cho nằm chung. Để mình xây cho mấy bạn thấy rõ ha. Nè. Lá ăn sùng nè, nó nằm ở giữa hai cái này. Nó không có nằm chung để chi khi mà nhớt á nó không bị luồn lên ha. Thì cái phần mà bạc nhớt á, cái lá bạc nhớt này nè, mình sẽ cho nó dồn xuống hết cái mặt bê tông bên dưới. Rồi. Cái phần mà khe hở của hai cái bạc trên á, bạc lớn á, bạc hơi á, thì mình sẽ cho nó quay lên trên nha. Rồi, đối với mình thì mình sẽ ráp vậy. Ráp cái bê tông thì đầu tiên thì mình sẽ xác định được chiều trên, chiều dưới. Thì mình sẽ tập một cái thói quen là cái phe mà gắn sẵn với bê tông mình sẽ gắn vào bên trái bên nồi trước, phía bên nồi trước. Mình dùng kìm mũi nhọn ha, mình đưa vô. Đó, mình đưa nó vô vậy là nó vô rồi ha. Rồi sau một thời gian sử dụng thì những cái cao su giảm chấn này nó sẽ bị mòn. Thì mình sẽ thay thế bằng những cái cao su mới, các bạn thấy rõ ha. Cái này gọi là cái bánh tăng. Bánh tăng này mòn thay bằng bánh tăng mới nha. Rồi. Đây là cái bánh cao su nằm trong lòng, gọi là bánh lòng, cũng mòn, mình sẽ thay bánh mới ha. Rồi, đối với bánh tăng thì mình sẽ bắt nó như sau. Nó nằm đây. Rồi. Mình đưa nó vào vị trí. Thì cái phần này nó sẽ chịu vào đầu cái ti tăng cam. Thì cái ti tăng cam á, mình cũng phải kiểm tra nó coi còn hoạt động tốt không, và cái cao su này còn không. Thì đối với cái ti tăng cam này còn tốt cho nên mình không có đụng chạm tới nó nha. Rồi mình kéo nó xuống. Rồi mình chịu. Cái cơ cấu hoạt động của nó là vậy. Thì ban đầu khi mình bỏ vô thì sinh cam nó sẽ căng. Sau thời gian sử dụng thì sinh cam nó sẽ bị dùng, thì cái bánh này sẽ chạy xuống, ép cọng sinh cam xuống ha. Để mình bỏ cọng sinh cam cho mấy bạn xem. Thì cọng sinh cam cũng vậy luôn nha. Cọng sinh cam sau thời gian sử dụng thì nó sẽ mòn, sẽ hư, thì mình cũng sẽ thay mới. Sinh cam thì mình sẽ đưa vào kiểu này. Đây nha. Rồi mình sẽ đưa sinh cam ôm theo những cái răng nhông này. Nó ôm vậy nè các bạn. Đó, thì ban đầu thì cọng sinh cam nó sẽ căng vậy nè. Chạy thời gian nó dùng cái là cái tăng cam này đè xuống nha. Rồi coi như cái bước mình thay thế cái bánh tăng cam đã xong. Mình siết chặt con ốc này lại. Rồi. Xong thì mình thổi hơi sạch sẽ lại lần nữa. Con ốc bắt bánh lòng là nó có một cái lòng đền bằng thau hoặc là bằng nhôm ha, để chống chảy nhớt nằm đây. Nhớ nha, đừng có sót cái này nha. Rồi, mình canh cho cái bánh lòng này nó ngay tâm, đút cái này vô thôi. Rồi mình thử coi là nó có quay được không. Quay được là mình bắt đúng rồi đó ha. Rồi, dùng cái kiếp 10 siết cứng cái bánh lòng vô. Đầu tiên ráp đầu, kiểm tra đủ cái chi tiết ha. Xúc bắp thì đã sấy rồi, cho xúc bắp xăng vô vị trí xúc bắp xăng, lửa vô vị trí lửa. Rồi. Sau khi bỏ cốt cam vào thì mình sẽ vặn ốc để chặn lại cốt cam, không cho cốt cam di chuyển ra vô ha. Chỗ này có ốc này. Mình sẽ xoay cái cam. Đây các bạn lưu ý nè, chỗ này quay cận cái này à, cam nó có một cái gờ ở đây, thì cái gờ nó sẽ thẳng dương ốc nha nha, để ngay vị trí này để cho không có bị đội gói cam. Xiết ốc này vô. Để ráp cái đầu thì cái miếng ron này là ron zin, mình không có thay thế, tại vì cái bề mặt tiếp xúc của cái lồng với lại miếng ron với lại cái đầu bilat nó còn tốt. Thì bạn nhớ nè, trên miếng ron nó có một cái gờ ở đây, thì cái gờ này sẽ nằm phần trên ha, để tránh tình trạng rút ra rút vô mất công tốn thời gian. Rồi mình chỉ việc mình cho vô thôi, mình để vô. Mình không có xài keo tại vì bề mặt tiếp xúc nó đạt chuẩn rồi, thì mình cũng không có cần quan trọng cái chuyện keo làm gì. Ở đây cũng vậy, giống như chân lòng thì nó có hai hạt gô, nhưng mà nó sẽ không còn nằm ở đây nữa, mà nó sẽ nằm chéo để giúp cho định vị cái đầu với lại cái lòng nó thẳng hàng. Thì một cái hạt gô nó sẽ nằm phía bên này,
nằm phía bên này đó, nằm chân này rồi, và một cái hạt gô còn lại nó sẽ nằm chân này rồi. Để kiểm tra lại nhà mình sẽ cho máy quay quay đến chấm tròn nằm ở, nè quay chấm tròn ở đây đó, chấm tròn nằm ngay vị trí giữa ha, hai cái này thẳng hàng. Mình sẽ đặt cái lóc lửa vô nè, các bạn nhìn nè. Cái thẳng hàng nè, cái điểm tròn ngay giữa nè, thì chữ T nó sẽ nằm giữa cái lỗ của mâm lửa nè. Mình đang gắn vô mình định vị đó, đó chữ T các bạn thấy không? Nằm ngay giữa là ok ha. Rồi xong giờ mình tới ngày mình ráp mâm lửa vô thôi. Cho miếng ròn. Cũng không có cần dán keo gì đâu, tại mặt tiếp xúc nó tốt mà. Rồi sau khi cho ròn thì mình ấp lóc vô. Thì thôi, mọi thứ nó ngay vị trí rồi. Dỗ nhẹ là xong thôi. Rồi tiến hành bắt ốc. Xả con ốc này ra. Con ốc này thì nó khác, mình chỉnh nó khác nè. Là mình dặn vô là mình kéo cái gờ ra. À, mình dặn vô hết luôn. Rồi. Mình dặn vô để nhằm mục đích là kéo cái phần bi này nè cho nó lên hết, lên sát hết. Rồi. Không cần keo, tại vì mặt tiếp xúc tốt nè. Mặt tiếp xúc rất là tốt. Cũng không cần keo, nói chung cái máy này ráp không có chỗ nào có keo hết đó. Kiểm tra bơm nhớt hoạt động tốt ha. Chỉ cần nổ máy nhẹ cái thôi bơm nhớt chạy lên rồi. Thì mình ráp cái nắp chụp đầu bi lát lại là hoàn thành.